Nghe lăng đầu trên kích thước cột 18 với tổng chiều cao lên đến 1m8, khuôn mặt dày 6 phân cùng với yếm cong cao cấp. Gỗ sỉ đồng đều cùng với gam màu vô cùng sang trọng, đẹp vô cùng quý vị nhé. Và đó, tất cả đều được hội tụ trong bộ bàn ghế nghê bảo đỉnh cột 18 trên chất liệu gỗ mun thao mà mình sẽ giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng đi vào chi tiết xem bộ bàn ghế này của đồ gỗ mun thao có gì đặc biệt và tham khảo cho căn nhà của nhà mình nhé. Và 10 món của bộ bàn ghế này bao gồm những gì? Đó là một bàn, một đoàn, 4 ghế đơn, 2 đôn kẹp và 2 đôn ngồi. Chiếc bàn này của bộ đồ gỗ mun thao thì có kích thước tổng chiều dài phủ bì là 2m6 nha quý vị. Cái chiều cao của chiếc bàn này thì cao hơn so với những chiếc ghế đơn là 7 phân. Đó chính là tổng là 1m87 cho quý vị. Đây là những cái bộ bàn ghế vô cùng bệ vệ với cái kích thước rất là lớn để mà quý vị có thể bài trí trong căn phòng khách của nhà mình. Và với căn phòng khách khoảng 25 đến 30 mét vuông là quý vị đã có thể bắt đầu kê được cái bộ bàn ghế này rồi. Rất là đẹp và sang trọng. Cùng với đó là bộ bàn ghế này có những đặc điểm vô cùng đặc biệt so với ở trên thị trường. Đó là gì? Đó là cái phần trương. Trương ghế là nghê lăm đầu. Nghê tọa đỉnh ngọc ở dưới là lăm đầu, bao gồm hai đầu rồng. Đầu rồng lối với lại cả tay cột luôn này. Hai đầu nghê và ở giữa là đầu hổ phù. Tất cả những các cái linh vật được đục ở trên trương thì đều được đồ gỗ mun thao đục chạm vô cùng tỉ mỉ, tinh tế từ thần thái cho đến dáng dấp, nên là quý vị lựa chọn thì sẽ cảm thấy rằng là rất là đẹp đẽ bởi nó được sinh ra từ tay của các nghệ nhân tại làng nghề mộc Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội. Và cái dáng ghế của bộ bàn ghế cũng là một cái tiêu chí rất là quan trọng để quý vị có thể chọn lựa lên một bộ ghế. Kỹ thuật viên hãy quay cái dáng để quý vị có thể thấy. Khi mà thiết kế lên dáng ghế thì hai bên tay của những các cái chiếc ghế thì sẽ có độ vươn ra ngoài đó, rộng hơn so với là cả ở đằng chiều sâu. Khi mà nhìn vào cái chiếc ghế thì vừa thấy được cái chiều sâu rất là lớn, cùng với đó là cái sự bệ vệ khi mà hai cái tay ghế nó vươn ra ngoài, phải không ạ? Và những các cái tay này thì đồ gỗ mun thao đục chạm rất là hài hòa với tay là để trơn, để có thể để lộ ra những các cái đường vân hoa vô cùng đẹp đẽ và tinh tế của gỗ mun. Và đặc biệt một điều nữa là khi mà quý vị sử dụng, trong quá trình sử dụng thì sẽ vô cùng tiện lợi khi mà lau chùi. Đây chính là một cái điểm rất là hài hòa khi đục chạm cũng như là tiện ích khi sử dụng. Đó, quý vị có thấy không ạ? Mỗi chiếc ghế thì lại có một cái nét đẹp rất là riêng, thế nhưng mà lại vô cùng hài hòa bởi vì là đã được chọn lựa gỗ rất là tỉ mỉ và chi tiết rồi. Thế nên là cái gam màu hài hòa, các cái đường vân hoa cũng được chọn lựa rất là hài hòa để có thể khi mà ghép trong một bộ ghế thì sẽ tạo nên được cái sự chỉnh chu cho cả bộ ghế này. Cái điều đặc biệt tiếp theo mà mình muốn nói đến là cái phần vắn. Đây, cái phần khuôn mặt. Cái phần khuôn mặt của đoàn, của bàn, của ghế thì tất cả đều dày là 6 phân nha quý vị. Đều dày là 6 phân, một cái kích thước mà chỉ có ở những các cái bộ bàn ghế cao cấp mà có được. Cùng với đó là cái phần yếm. Cái phần yếm của tất cả bàn ghế hay là đoàn thì đều là yếm cong. Quý vị có thấy không ạ? Thấy cái phần yếm này nó cong ra ngoài như thế này thì sẽ tạo được cái sự rất là đẹp đẽ, rất là đặc biệt, rất là ấn tượng cho bộ bàn ghế, tạo lên cái sự cao cấp hơn cho bộ bàn ghế. Yếm cong lọng thủng đục chạm những các cái hình ảnh là lưỡng long trầu nguyệt nối với cả chất chân. Chân là chân đầu lân, chân móng. Đó, quý vị thấy không ạ? Đầu lân, chân móng, chân quỳ, nên là sẽ tạo cả được cái cảm giác rất là bệ vệ, cao sang cho cái bộ bàn ghế. Một cái điểm nữa mà mình mới nói đến ở đây đó chính là tất cả những các cái hình ảnh được đục chạm trên chiếc đoàn này. Chiếc đoàn chính là một cái thành phần to lớn nhất trong một bộ bàn ghế, và ở đây thì được chia ra làm 3 khung tranh. Khung tranh ở giữa là đục cái hình ảnh tam sư vườn cầu, một cái hình ảnh với ba ông lân, vườn của cầu ở giữa, một cái hình ảnh vô cùng sinh động và vui vẻ, phải không ạ? Và tiếp theo ở hai bên chính là hình ảnh lân đạp mây. Tất cả những các cái hình ảnh linh vật thì đều được đồ gỗ mun thao đục chạm vô cùng là tinh tế và sạch sẽ. Đó, rất là sạch sẽ từ chân tơ kẽ tóc, đúng không ạ? Tất cả những các cái gì mà chi tiết nhỏ nhất như là những đường xen dẹo, như là những đường xen dẹo ở bên ngoài khung tranh, hay là những các cái chi tiết của những đám mây ở chân của ông lân, ông nghê này, thì cũng đều được đồ gỗ mun thao đục chạm vô cùng là tỉ mỉ, tạo lên một bộ bàn ghế vô cùng là chỉnh chu. Đó, và điều đặc biệt nữa ở đồ gỗ mun thao mà quý vị xem ở đây thì em mình rất sâu ra, đó chính là hình tượng nghê. Hình tượng nghê tọa ngọc của đồ gỗ mun thao quý vị có thấy rất là cân đối với một bộ bàn ghế nghê 18 không ạ? Một bộ bàn ghế nghê 18 thì tất cả những các cái gì đi theo, ví dụ như là các cái chi tiết nhỏ đến chi tiết lớn như là ông nghê tọa đỉnh ở đây cũng cần phải to để có thể tạo lên được một cái bộ bàn ghế cân đối nhất. Và ông nghê đây
rất là to, rất là bệ vệ, oai phong. Với cái thần thái mà mình nghĩ rằng là quý vị thấy nhìn vào sẽ cảm thấy được cái sự hài hòa, không chỉ là có dữ dằn mà còn có một cái sự gì đấy rất là nghiêm nghị để trấn trạch trừ tà cho gia đình, phải không ạ? Tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với cái chiếc bàn. Và trước khi qua chiếc bàn thì hãy nhìn cái ván mặt của chiếc bàn, nhìn cái ván mặt của chiếc bàn, nhìn những đường xen dẹo của cái chiếc bàn này, những các cái chi tiết nhỏ nhất thì đồ công thao cũng đục tay, nên là sẽ tạo lên được cái sự căng mọng và có sự nổi bật cho cái từng thành phần. Nó rất là đẹp, chiếc ván mặt thì vô cùng là đẹp đẽ rồi. Ở giữa mỗi bộ bàn ghế chính là những chiếc bàn, và chiếc bàn của bộ bàn ghế này thì đồ công anh tao đục là hình tượng long lân quy phụng hội tụ sinh khí đất trời, và có chiều dài lên đến 2m nha quý vị, một cái kích thước rất là lớn để quý vị có thể trưng bày không chỉ là trà nước mà còn có thể những các cái vật phẩm trang trí, những cái giỏ hoa quả để mời khách. Và chiếc bàn này thì cũng là được làm rất là cao cấp, yếm cũng là yếm được lọng thủng với hình tượng lưỡng long trầu nguyệt, và ở hai bên của bàn thì còn có hai chiếc ngăn kéo để quý vị có thể phục vụ cho việc trà nước tiếp khách. Cùng với đó là hai chiếc đôn kẹp và hai chiếc đôn ngồi. Hai chiếc đôn kẹp thì quý vị có thể đặt ở hai bên của chiếc bàn như đồ gỗ con thao đang bài trí ở đây, hoặc quý vị có thể đặt ở giữa hai cái ghế đơn ở hai bên như thế này. Cái chiếc đôn kẹp này thì quý vị có thể để những các cái sản phẩm trang trí, ví dụ như là những các cái cây cảnh, những các cái bể cá, hay là có thể để những các cái sản phẩm tượng gỗ trang trí, bình hoa. Và hai chiếc đôn ngồi để quý vị để có thể gia tăng được thêm vị trí để có thể tiếp khách. Đó chính là bộ bàn ghế Nghê Bảo Đỉnh trên cái kích thước cột 18 mà em muốn giới thiệu với quý vị ngày hôm nay. Và với số lượng số món là 10 món thì cái bộ bàn ghế này thì không gian nhà của quý vị từ 25m² là đã có thể kê được bộ này vào, và trông rất là đẹp, rất là vừa vặn, rất là khang trang và có một cái sự gì đấy rất là ấn tượng rồi. Ở đây là một cái cách để có thể tạo lên được cái sự ấn tượng cho ngôi nhà của nhà mình, bởi vì nội thất chính là cái linh hồn của một căn phòng khách, phải không ạ? Và cuối cùng thì mình xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi video clip này, và chúc quý vị có một ngày làm việc thật là vui vẻ, tràn đầy năng lượng, viên mãn. Cuối cùng thì mình sẽ được chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip giới thiệu sản phẩm đồ gỗ nội thất lần sau. Hãy mở ứng dụng YouTube trên điện thoại và gõ tìm kiếm đồ gỗ Vương Thao để có thể xem thêm hàng ngàn các sản phẩm đồ gỗ nội thất, đặc biệt là gỗ muôn cao cấp, phòng khách, phòng thờ, phòng bếp, phòng ngủ và đồ gỗ trang trí phù hợp với không gian gia đình của quý vị. Đồ gỗ Vương Thao uy tín hơn vàng, nâng tầm giá trị ngôi nhà của bạn.